Vâng, em chào tất cả các bác nha. Ở mọi miền Tổ quốc thì sáng nay ngày 3 tháng 7 em có về cặp loa L100 Canthory này. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua hai số điện thoại này. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Đấy. Công việc bận quá em cũng chưa làm được cái logo mới cho các bác cho nó hoành tráng một tí. Đây. Đây là những sản phẩm sáng nay hàng về. Đấy. Đây có một bộ rề bao rất là tuyệt đẹp nha. Hàng hiếm nha các bác, chất âm rất công chức sức khỏe và chất âm rất tuyệt vời. Nó là bộ rề bao 855 và 955, nó một bộ nha. Bác đang sưu tầm thì lô giá 17 triệu nha. Thì qua vào vấn đề chính, đây là cặp loa L100 Canthory Shell vừa về ngày 3 tháng 7 với tình trạng là rất là đẹp, series liền kề nha các bác. Rất là đẹp. Rồi, em sẽ tháo e-can ra để các bác cùng xem. Vâng, đây là phía trước của cặp loa L100 Canthory, là một phiên bản dòng loa rơi vào huyền thoại của dòng loa JBL. Và những cặp loa mới chưa chắc gì đã ăn đất chất âm qua con này. Nói chung là anh em nào chơi loa JBL là sẽ biết được âm thanh những dòng này rất là hay. Nó phân khúc trên 30 triệu, nó là em đang bán giá là 31 triệu 500 ngàn. Series liền kề nha các bác, 52A và 51A nha. Cặp này là đúng series liền kề. Nói chung là dòng loa JB thì nó không có phải đóng cặp nha, nó chỉ sản xuất từng chiếc một nha các bác. Và người ta bóc vào thùng thôi chứ không có kiểu như kẹp loa như là những dòng loa đời mới bây giờ. Nên các bác mua hàng những L100 Canthory hoặc là những sản phẩm khác thì không cần để ý đến series nha, chỉ có loa đẹp thôi. Còn các bác nào mua đóng cặp nó liền kề thì sưu tầm thôi chứ còn nó không có liên quan người ta chất âm nha. Vì chất âm nó sản xuất từng chiếc một nó như nhau nha. Vì cấu hình cấu tạo nó như nha. Dòng này thì nó sở hữu làm bass và trung anico và một cái chép giấy nha. Này các bác, riêng những lần L100 Canthory là chép nó viền đỏ nha các bác. Viền gân đỏ nha. Đấy, các bác lấy cái lọ chép đẹp không? Chép này, trung này. Đấy, rất là mới nha. Đây là những sản phẩm chất lo bãi, tất cả hàng bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Nhưng các bác hãy mua hàng bên em thì yên tâm, hàng là đúng chất hàng bãi cho các bác nha. Em về cặp nào là các bác đều ủng hộ và lấy hết rồi. À giờ em chỉ còn một cặp L100 này thôi nha. Em cắt hai căn này rồi quay cho các bác xem. Tất cả là loa là bao zin tuyệt đối hết cho các bác nha. Hay là gân vải tẩm dầu, đấy, còn chất dầu rất là ngon. Hay là hai vi tinh chỉnh này, đấy, series đúng series đó cho 952A và 951A, series liền kề nha các bác. Cặp loa rất là đẹp nha. Giá trên này em đã bao ship nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn cho bác nha. Đây là thùng cạnh, cạnh trái nha. Rồi em sẽ quay cạnh phải cho các bác cùng xem. Và đây là cạnh phải của cặp loa, các bác có thể thấy được cạnh của nó rất là đẹp nha. Đây là thuộc những sản phẩm tuy nghi rất là hay nhưng mà em mang tính chất sưu tầm nó lớn. Em tuyển những cặp nó đẹp, nó chắc từ góc cạnh cho để các bác sưu tầm. Cũng như đến tuyến loa, cái quan trọng nhất là tuyến loa và độ zin của loa và đúng chất hàng chưa qua tay sử dụng Việt Nam. Cặp này thì mấy anh tay đã thay cái trạm loa rồi nha. Trầm loa, trầm loa dòng lớn hơn nha các bác. Chứ trầm loa zin của nó thì nó rất khó thao tác để anh em đều mua về đều thay hết. Như trầm loa này chúng ta khỏi cần phải thay, rất là đẹp nha. Đây là nó dính sơn nha các bác, dính gì vậy? Nó thấy cạnh rất là đẹp nha, cạnh không bể nữa nha các bác. Đây. Bộ cặp loa rất là đẹp nha. Rồi, bác nào lấy thì alo cho em, giá 31 triệu 500 ngàn, đã bao ship toàn quốc cho các bác nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình.